Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft bí kiếp luyện rồng. Trong thời gian với 2 tập á, thì mình có trồng trọt nè, cũng như là farm được một ít quái và có được số kinh nghiệm như hiện tại. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu nâng cấp thêm kỹ năng nhá. Mình đã nâng được một mớ rồi, giờ mình chỉ cần nâng thêm phòng thủ đi để mình khoảng cấp độ 8 để có thể mặc được đồ sắt nè. Còn về tấn công thì mình cũng sẽ nâng lên cấp độ 8 để có thể sử dụng được những cái vũ khí bằng sắt. Và mining mình phải đặc biệt nâng cấp cao nhất để mình có thể sử dụng những cái dụng cụ tốt hơn á. Chết rồi, hết cấp độ rồi. Giờ thì mình đã mining cấp độ 10 và có thể sử dụng được cây cúp bằng sắt. Thế nên mình sẽ sử dụng số sắt mà mình đào ở tập trước nhá. Và chế tạo một cái cây cúp bằng sắt nè, cũng như là một cây kiếm bằng sắt luôn. Nhưng mà mình sẽ lấy que ra trước nè, đặt theo công thức là như vậy để có được một cây cúp sắt nè. Bên cạnh đó thì vũ khí mình đang sử dụng katana trong thời gian dưới 2 tập rồi, nhưng mà nó chỉ mới cấp độ bằng đá thôi á. Mình muốn nó xịn hơn nên mình sẽ chế tạo một cây katana bằng sắt luôn. Và công thức của nó thì mình cần phải có một cái handle trước. Đó, từ handle thì mình sẽ đặt theo công thức như vậy và có được một cây katana bằng sắt cực kỳ tốt, với sức tấn công là 4.5 thôi nhưng mà hai tốc độ tấn công lận á. Mình thì ưu tiên tốc độ tấn công hơn hẳn nên thì rất là thích katana. Rồi, có thể vứt mấy đồ đá ra rồi. Và ngoài ra thì mình mới phát hiện những cái đâu rồi, cái giáp. Đây, giáp sói kim cương này không chỉ giúp cho mấy bé sói tăng giáp mà khi chúng ta không cần mặc thì vẫn có thể nung ra á. Và sau khi nung thì chúng ta sẽ có được những viên kim cương hấp dẫn. Và thông thường một cái áo giáp sói như vậy sẽ cho ra khoảng 3 viên kim cương lận. Nó 3 viên nè. Và mình đã có thể làm được hẳn một cái cây cúp bằng kim cương luôn. Rồi, và khi nào mình có đủ cấp độ để sử dụng cúp kim cương á thì mình sẽ mang ra và xài nhá. Còn tạm thời thì mình sẽ cất ở nhà. Và cái lửa kia còn cháy hả? Để mình tranh thủ mình nung mấy cái đâu rồi ta? Mấy cái thịt á. Mình có săn một ít thịt mà. Đây nè, còn thịt nè. Mình cần phải nung thịt ra, một phần á là để cho mình ăn, còn một phần khác thì mình sẽ cho người bạn của mình, đó chính là bé rồng. Vì bé rồng đã nở rồi các bạn ơi. Ui giời. Khát nước quá mờ mắt rồi. Mình sẽ lấy thịt đâu, thịt gà ở đây và ra ngoài thuần phục cái bé rồng nhá. Vì khi nở ra thì mình vẫn chưa có thức ăn để thuần phục á, mà bây giờ thì có thịt rồi nè, mình sẽ thuần phục bé rồng băng. Để bổ đói hơi lâu rồi đó. Rồi, chịu đi, chịu chưa? Ơ, được rồi nè. Chị leo lên vai rồi. Vậy là mình đã có thể thuần phục được bé rồng băng rồi đó các bạn ơi. Và mình cần phải nhặt lại cái hàng rào, dẫn em này ra ngoài. Đó, đặt lại cái hàng rào xuống đây. Khi vô nhà mình sẽ coi thông tin của em ấy sau nhá. Và hy vọng rằng đây chính là rồng băng đực. Tại vì rồng băng đực nhìn rất là đẹp luôn á. Rồi vô nhà coi nào. Và để trong nhà cho an toàn. Rồi một xíu thì mình sẽ trang bị vào cho em ấy những cái yên cưỡi. Khi nào đủ tuổi thì mình sẽ bắt đầu cưỡi luôn. Rồi. Ý. Ui, đứng trên sông luôn hả? Ui, chết rồi. Ủa? Ủa đâu rồi? Ủa em rồng đâu rồi? Ủa mất tiêu rồi ta? Ủa mình ẩm vô nhà rồi mà. Ui. Ủa kì vậy? Ủa kì vậy? Ẩm vô rồi mà. Coi thông tin được chưa? Ơ. Hay là chưa cho ăn rồi, chưa cho ăn no không chịu vô nhà. À, chắc là tại mình chưa cho ăn no đó. Giờ một là cho ăn thịt heo, hai là cho ăn thịt zombie thôi, chứ giờ mình hết đồ ăn rồi. Thì rồng chủ yếu là ăn thịt thôi các bạn ơi. Đây, thịt zombie thì mình có hơi bị nhiều luôn. Để giờ mình sẽ cho em ấy ăn thịt zombie đỡ nhá. Rồi khi nào có điều kiện thì mình sẽ cho ăn mấy món ăn sang hơn, chứ giờ mình còn phải ăn mấy cái đồ không xịn nữa mà. Đó, no bụng rồi nè. Chịu chưa? Chịu chưa nè? Đó, giờ mới chịu nè. Vậy đây chính là một bé rồng được. Wow, được đó nha. Đừng. Định chạy đi đâu vậy? Chưa gì đã đồ chạy rồi. Và bây giờ mình sẽ dẫn em này vô trong nhà nha. Và chính thức là người bạn đầu tiên của mình. Đây, đứng ngay chỗ này luôn đi. Đó, ngồi yên xuống nha. Ngồi xuống. Và với những cái khúc xương mà mình có được trong thời gian với hai tập, chắc mình sẽ thuần phục một vài em sói luôn cũng được á. Vì sói sẽ đồng hành cùng mình trong thời gian dài mà, và rất là trung thành nữa. Đây có một em sói nè. Đây.
Mình sẽ ẩm trong nhà không ta? Thôi thường phục ngoài này cũng được. Được chứ? Được chứ? À quên, sói thích ăn xương. Được rồi nè. Mở được thành tựu mãi là người bạn tốt rồi. Và em sói này nữa. Vậy là mình đã thuần phục được hai em chó sói. Và giờ thì dẫn vô nhà thôi. Để có người bầu bạn chung với bé rồng á. Để không thôi mình đi khám phá thỉnh thoảng. Bỏ em rồng ở nhà một mình thì tội lắm. Đây vào trong nhà. Biết đường vô không? Đó, một em biết đường vô rồi. Giờ thì ngồi xuống nào. Ngồi xuống. Còn em kia đâu? Ủa còn một em sói nữa mà. À đây, không biết đường vô hả? Để mình đào một cái khói để cho em sói này biết đường vô cái đã. Đây, vô nhà thôi. Không biết đường vô thiệt hả trời. Vô đây, lên đây nè. Cái này như không biết đường vô rồi. Vậy là ở ngoài nha, không biết đường vô là cho ở ngoài luôn đó. Em đố cờ quá à, thôi đi để em đó đó cũng được. Ui trời, lạnh tới mất nước trong nhà mình đóng băng luôn rồi. Xô nước đâu. Phải cắm cây đuốc ngay đây mới được á. Tại vì nếu mà không kỹ càng thì nước sẽ đóng băng và mình không có nguồn nước để uống. Vì mình vẫn chưa có da bò để làm cái túi lọc túi uống nước nữa nên rất là khó khăn luôn. Có được 4 cái cục thịt heo này nè, có cái mà ăn. Và chắc giờ mình sẽ nung thêm một ít nữa để chúc mình mang theo 6 miếng thịt heo và đi khám phá trong ngày hôm nay nhá. Và chắc mình sẽ có một đợt huấn luyện rồng nhẹ nhẹ đi, dẫn em rồng này theo để đi khám phá. Em này thì ngồi xuống cái nhà giữa nhà. Cất mấy này vô. Thuốc dịch chuyển về nhà thì mình sẽ mang nè. Sắt thì mình sẽ mang theo một ít. Vũ khí tầm này và cái Gathering không biết mình có đủ để nâng không ta. Gathering mình sẽ nâng lên thêm một cấp độ nữa là cấp độ 5. Rồi khi nào mình lên cấp độ 8 thì mình sẽ sử dụng cái cây sẻn nha. Giờ thì chắc không dài dòng nữa, mình sẽ ăn và bắt đầu lên đường thôi. Riêng về cái lửa trại này mình đã biết cách để cho nó cháy tiếp rồi các bạn ơi. Và chất giúp cho nó duy trì sự cháy chính là những cái khúc gỗ này. Đó, mình chỉ cần cho gỗ vô nè. Và lấy cái bật lửa kích hoạt lên là tiếp tục cháy. Đó, vậy là mình đã có cái để giữ ấm rồi. Cực kỳ dễ luôn á, nhưng mà hơi tốn kém thôi. Và cất thêm cái này. Mình sẽ mang theo một cái lọ thuốc đủ không ta. Defense mình lên cấp độ 8 quên mất. Lên cấp 8 mà vẫn được mặc đồ xích thì đâu có được, phải mặc đồ sắt thì nó mới khỏe được chứ. Rồi, và giờ thì chúng ta sẽ mặc quên một set đồ bằng sắt và cái độ phòng ngự nó đã tăng lên đáng kể rồi. Và set đồ xích này thì mình sẽ để ở nhà. Đó. Và đi khám phá thôi. Dự định của mình á là sẽ bắt đầu đi khám phá về hướng đông đi các bạn ơi. Đi về hướng đông đi. Vì hướng này có cả một ngôi làng của mình nữa. Hay là mình dịch chuyển lại đằng ngôi làng bằng cái Waystone ta. Để cho các bạn xem được cái khả năng dịch chuyển của Waystone như thế nào luôn. Đây. Cái Waystone này rất hay nha. Dí tỉ gần từ đây đến làng đúng không là không có tốn kinh nghiệm đâu. Và chuẩn bị nè. Pew. Đó. Vậy là tới làng rồi. Không tốn một miếng kinh nghiệm nào luôn á. Và chúng ta có thể tiếp tục đi khám phá theo cái con đường này. Và những cái chỗ trứng rồng như vậy á, từ từ thì mình sẽ lấy hết để mang về ấp trứng rồng nha. Chứ mình không có bỏ sót đâu. Nên các bạn cứ yên tâm. Tại vì bây giờ mình chưa đủ điều kiện để nuôi nhiều rồng á. Nên hạn chế lấy nhiều trứng rồng quá để kiểu mình không có ấp kịp ấy. Rồi giờ thì tiếp tục đi thôi. 3 miếng thịt heo không biết có đủ ăn không nữa. Nhưng mà tạm thời cứ mang theo đi. Trên đường đi gặp cái gì ăn được hoặc là farm được về nhà á, thì mình sẽ cố gắng đem về hết. Và nhất là bò ấy, mình cần khoảng 6 đến 7 miếng da bò thì mới có thể làm được cái túi uống nước cơ. Khổ dữ gì ta. Kiếm một con bò cũng không ra nữa. Hướng này thì không có gì hết. Ôi buồn vậy. Không có cái con bò nào luôn á. Mình đi hôm qua rồi vậy mà không gặp cái bò nào hết. Phải chi gần nhà mình có mà đem về mình nuôi luôn cho có nguồn bò ổn định chứ. Chưa tối xuống mà zombie đã lộng hành rồi. Mấy con zombie này dám lộng hành. Dám. Ui. Ui giật mình. Còn ra thêm con quái vật ha, bí ẩn nữa. Quái vật nè. Rồi. Hướng này có cái xe lửa. Chưa khám phá gì hết, trời tối nữa rồi. Thôi chắc giờ tạm thời mình sẽ về nhà cái đi. Rồi sáng thức dậy mình chuẩn bị thêm một ít đồ ăn nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục đi khám phá nha. Uống cái này được không? Ui uống được nè. Hé. Hay là mình mang theo những cái lọ này ta. Được á nha. Mình nhớ mình còn một vài cái lọ nữa. Đây nè.
múc được hai chai nước dự trữ. Ngon rồi, ngon rồi. Mang theo hai lọ thuốc dịch chuyển luôn. Và mình sẽ dẫn theo bé Rồng đi. Đây, đi theo. Đây, bé Rồng mình dẫn theo cứ đi. Chui lủng với tường đi ra ngoài luôn chứ. Bó tay em ấy thiệt. Mình sẽ mang theo ít trái táo nè. Và thịt thì chín chưa? Thịt chín rồi. Và chắc đi tiếp nha. Ui, bé Rồng đi lạc thiệt rồi kìa. Anh chưa có đi mà bé Rồng. Trời ơi, mấy bé Rồng con nghịch kia luôn ấy. Mình chưa chết đi rồi. Ủa đâu rồi? Ở đây đây. Phải ẩm trên vai mới được. Đây, đi. Gì cho chắc đi chứ không thôi để Rồng tự đi là thế nào cũng bị lạc cho coi đó. Rồi, bây giờ thì mình sẽ để bé Rồng trên vai đến khi nào mà đủ lớn á, thì mình sẽ cưỡi bé Rồng nhá. Khổ vậy đó, nuôi Rồng không phải đơn giản đâu các bạn ơi. Và coi nào, hướng này thì không có bò. Bò ơi, ta bảo bò này. Ít. Gặp luôn nè. 1, 2, 3. Còn không? Có 3 bé bò, 4 bé bò. Ồ, 4 bé bò thì mình sẽ thịt 2 bé đi. 1 bé. Ý. 2 bé bò. Và được bao nhiêu cái da đây? Được 3 cái da. Quá xịn luôn. Ê, anh thả rong là không có điên tào lao nha. Mình còn phải đào khoáng sản nữa, không phải thế lúc nào mà cũng dòm trông coi bé Rồng được ấy. Nên đừng có đi xa quá, em thôi là bị lạc đó. Lạc là khó tìm lắm đấy. Nhưng mà hình như Rồng có kỹ năng là tele về chủ các bạn ơi, nên chắc mình cũng đỡ lo một phần nào. Và trong những cái khu mỏ sắt như vậy á, thì chúng ta có thể lấy được rất là nhiều luôn. Nãy giờ mình đào được khoảng 17 rồi. Cái này nữa là 20. Trời ơi. Một chỗ chút xíu mà được 20 cái quặng sắt là quá là tuyệt vời rồi. Đó, mình sẽ lấy hết và đi tiếp nha. Rồng đâu? Đi tiếp thôi. Để coi có đủ thông minh để dịch chuyển hay không nha. Còn bò thì mình nhất định sẽ dẫn về. Nhưng mà trước mặt mình đang có một con skeleton. Ý, hình như skeleton đang bị mấy số gì. Bị cái sói dí nè. Mình sẽ tiếp mấy bé sói đánh bại con skeleton. Ủa mà bé Rồng. Ui không ổn rồi các bạn ơi. Rồng vậy thì mình không an tâm đi khám phá thế nào luôn á. Mình đi rồi mà vẫn ngồi ở đây chơi gì không biết nữa. Ê bé Rồng cứu. Ui, con Ripper nó nổ mình. Ui, bị ù tai luôn rồi. Trong đây có cái hay là khi bị con quái vật nổ như Ripper thì nó sẽ bị ù tai, nghe cũng rất là thích á. Nhưng mà hơi nguy hiểm một xíu thôi. Rồi, giờ thì đánh bại mấy con zombie này để có thêm kinh nghiệm. Thôi, đi ra anh ngoan nè, ngoan. Uống lon nước coi, cát nước rồi. Uống một cái, uống thêm cái nữa. Rồng quậy quá hả? Ui, không quậy đâu, đang tìm zombie để đánh chứ không phải quậy. Nè, đây còn nè. Ở đây còn nè. Đó, đúng rồi, cạp đi. Rồng mình làm ăn được thực sự các bạn ơi. Ôi vui, nhưng mà ở đây có mấy con quái vật. Quýnh tiếp anh mấy Rồng ơi. Mình sẽ cầm cây đuốc lên để cho các bạn dễ dàng quan sát hơn. Ê. Đúng rồi, tấn công đó. Ê. Ui, con đó nó có độc. Ở đây còn nữa nè. Đúng rồi. Ê. Đừng tấn công mấy Rồng. Ô, mấy Rồng bị tấn công xong bị đuối hay sao á, đứng yên luôn á. Đây, anh cho cưng cưỡi nè. Rồi, đi tiếp. Tính ra Rồng cũng mạnh lắm chứ bộ. Cắn một phát chết một con zombie luôn á. Thôi. Còn háo chiến vậy, đi tiếp nè. Rồng mình hơi bị sung luôn á. Nãy giờ thì thấy vẫn giữ nguyên kích thước, không có lớn hơn thế nào hết. Màu lớn đi cho mình còn nhờ nữa. Còn nhỏ hơi nghịch đó nha, lớn lên là hy vọng không nghịch nữa. Rồi, ghé qua hồ uống miếng nước nào. Úi, mà Rồng băng hình như sẽ đóng băng mặt nước thì phải. Chưa. Đó. Đúng rồi. Rồng băng sẽ đóng băng mặt nước các bạn ơi. Hay vậy. Ui, phải chi mình cho Rồng băng đứng trên vai mà vẫn có khả năng đóng băng mặt nước thì hay biết mấy á. Mình có thể dẫn Rồng băng khám phá xuyên mặt đại dương luôn. Và phía bên này có một cái công trình gì đấy. Nhưng mà thôi đi, mình không nên xuống dưới khi mà có bé Rồng đâu. Tại vì bé Rồng ấy sẽ bị dịch chuyển xuyên cái bức tường và mình sẽ không thể nào tìm lại được bé Rồng á. Vậy sẽ lạc luôn đó. Nên không nên khám phá mấy cái công trình dưới lòng đất khi mà có bé Rồng. Ý,
con nhện không sượt. Mình định không đánh đó, nhưng mà nó quánh mình nên mình mới quánh lại thôi. Rồi giờ thì đi tiếp nè. Mình muốn tìm một cái khu đồng bằng kìa. Tại vì đồng bằng thì sẽ dễ dàng tìm bò. Ê. Đừng. Khổ ghê á chứ. Rồi giờ thì mình sẽ có nên biểu diễn kỹ năng parkour cho các bạn xem không nha. Cái này trượt chân là té chết thiệt á. Nhưng mà mình sẽ làm liều nè, coi coi các bạn có trầm trồ không nha. Hơi khát nước, nhưng mà không sao, mình nghĩ vẫn có thể nhảy qua được. Hơi xa nha. Hơi sợ nhưng mà vượt qua nỗi sợ thôi. Ê, đập cái này ra cái. Ê, hình như mình chưa đập được cái này phải á. À, đập được. Rồi nè, bây giờ mình chuẩn bị di chuyển nha. Bay qua. Bay qua. Các bạn thấy như thế nào? Ui, sau bao ngày thì kỹ năng parkour của mình đã tiến bộ hơn một xíu rồi. Và mình đã có được 7 cái da bò. Không chần chờ gì, giờ mình sẽ làm luôn cái đồ lọc nước nào để có thể mang theo nước trên đường đi ấy. Chạy củi ra. Em rồng qua đây. Qua đây nè. Không qua được hả? Ủa kỳ ta. Công thức của túi nước như vậy. Đó, vậy là chúng ta đã có thể múc nước theo rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải có đồ lọc nước cơ, thì lượng nước mình uống á, nó mới hồi được nhiều. Mà tạm thời mình sẽ thịt thêm bò. Đó, có dịch chuyển vậy thì mới hay chứ. Rồi, thịt thêm em này. Đó, được nhiều đây. Được 11 thịt rồi, quá dữ. Và em này nữa. Xong, giờ chúng ta sẽ múc nước mang theo nè. Ở đây còn hai cái chai nước. Và uống nước luôn. Hả? Vậy thì mới đủ nước để đi khám phá. Và em rồng nhanh thủ đi theo nha. Không thôi mình bỏ lại á. Mình hù thôi, không biết coi em ấy có đi theo không nữa. Có đi theo không vậy? Ui, không đi theo thì kìa. Thôi, đây, lỡ đây anh dẫn nè. Giỏi hả gì á. Đi theo nè. Trời ơi, đúng là nuôi rồng baby giống như nuôi con nít gì đó các bạn ơi. Phải dẫn theo từng ly từng tí vậy á. Đây, đi theo. Ui, nàng tiên bướm nè, hồi máu luôn. Quá xịn. đi theo thôi. Rồi, lại đây tranh thủ hồi máu luôn nè. Hồi nãy bé rồng cũng bị đánh đó. Coi, hồi được phần nào rồi. Đó, đang hồi lại nè các bạn. Còn phần chân mình còn hơi đau nè. Để cho nàng tiên giúp mình chữa trị vết thương luôn. Rồi, vết thương đã được chữa. Và giờ mình sẽ tiếp tục đi nha. Hướng này thì hình như gần tới đồng bằng hay sao rồi. Và đằng kia có một cái cột nước nó to chưa kìa. Ủa, làm gì có cột nước bự dữ ta. Ở đây có cái cột nước cao cực, mà không biết trên đó có gì không nữa. Bé rồng xuống đây ngồi xuống. Ngồi xuống, đừng có đi nữa. Trên đó có đá phát sáng à. Còn ở dưới cột nước có gì không? Dưới cột nước cũng không có gì hết mà sao to vậy ta. Đây, em này đứng lên và đi theo anh nè. Đừng có đi lông nhông nữa, để anh còn dễ khám phá coi. Chứ đi vậy khó đi khám phá lắm. Rồi, và ở đây có mấy con Maca. Maca cũng rơi ra thịt đó các bạn ơi. Nhưng mà giờ thì mình chưa cần chế tạo liên quan đến Maca, nên mình sẽ không có lấy thịt ẻm. Và đây là một cái nhà hả? Ồ, một cái nhà. Có gì nè? Ủa, chỉ có vậy thôi hả? Lạ thì cái tự nhiên có nhà, tưởng đâu cái công trình gì không chứ. Và thôi, giờ mình sẽ tiếp tục đi để đi tìm một cái vùng đồng bằng nhá. Ước gì gặp được đồng bằng cho nó dễ dàng tìm mấy cái vật liệu hơn. Chứ gừng rậm gì thì khó tìm đồ lắm. Hình như mình đang hướng dần ra biển thì phải. Thấy quá trời nước luôn. Đúng rồi, đang ra biển mất tiêu rồi. Rồi, uống miếng nước nào. Trời, uống nước này màu khác quá. À, cũng phải gán uống thôi chứ sao. Một xíu về thì mình sẽ cố gắng chế tạo cái đồ lọc nước để tăng cái khả năng hồi phục cái lượng nước đã mất. Hướng này vẫn chưa gặp nữa ta. Hình như gần tới đồng bằng rồi đó. Nhưng mà tranh thủ múc thêm nước đi. Rồi, múc thêm nước nè. Uống luôn một nước. Rồi, đi tiếp. Ủa, em rồng rồi. Trời. Mới để xuống là chạy nhông nhông chơi với bé gà liền. Khổ ghê luôn á. Ở nhà có mấy bé sói đó, để không thôi xíu mình để nhà luôn nha. Không dẫn theo đi khám phá nữa. Em nghịch quá à. Và hướng này tiếp tục là cái vùng núi có tuyết rồi. Vùng núi có tuyết này khó đi khám phá lắm. Ui. Một em khủng long bị kẹt nè. Và rơi ra gì đây. Ui.
ra thịt. Trời ơi khổ ghê, đi sao bất cẩn để bị kẹt không biết nữa. Bây giờ trời cũng tối mất tiêu rồi. Mà không có tìm ra được cái vùng đồng bằng ha. Thôi chắc tạm thời mình sẽ trở về và một xíu mình sẽ bắt đầu đi mai luôn. Hên quá, hên quá. Em rồng về chung, tưởng đâu lạc em rồng thì to thiệt á. Rồi, ở nhà, ngồi xuống. Úi, í, đứng lại. Ngồi xuống nè. Ui, em này đi đến đâu là đóng băng hết trơn, đóng băng cả ô nước của mình luôn á. Cũng hơi kỳ á. Mà công nhận em đẹp thiệt. Phần cánh của rồng băng thì mình cực kỳ hết luôn á. Wow, cái này còn nhỏ nha, khi mà lớn thì sẽ còn đẹp hơn nữa. Cái băng này mình đập cái là nó vỡ luôn. Khổ ghê. Rồi giờ thì chắc mình sẽ ngủ một giấc đi. Rồi sáng thức dậy mình sẽ chuẩn bị đồ để đi mai thôi, chứ hành trình đi tìm cái vùng đồng bằng có vẻ hơi gian truân rồi. Và lượng nước mình uống nãy giờ nó không mất khá nhiều đúng không? Nhưng mà không sao, giờ mình sẽ lên trên để cho các bạn xem cái khu vườn mình trồng được trong thời gian dài tập, cũng như là cái khả năng farm kinh nghiệm á. Vì ở trong đây chúng ta có thể cày cấp độ bằng cách trồng trọt nữa các bạn ơi, nên rất là tiện luôn. Uống miếng nước đi cho đỡ khát nào. Đó, đây là khu vườn cà rốt mình có xin từ mấy bác dân làng về á. Và giờ thì mình sẽ bắt đầu thu hoạch thêm một ít để mang xuống dưới nung ra làm thức ăn khi đi mai nhá. Đó, các bạn để ý cái thanh kinh nghiệm nhá. Khi mình đập một cái nè, nó sẽ tăng kinh nghiệm lên từ từ. Và chúng ta có thể farm bằng cách này để kiếm thêm level á. Nhưng mà cách này nó cũng không nhiều bằng việc mình đi chiến đấu đâu. Tại vì mình chọn cái việc chiến đấu để có thêm kinh nghiệm ấy. Và giờ mình sẽ trồng lại một mớ, cũng như là lấy một mớ xuống dưới để nung nhá. Và có mía nữa nè. Và mía trong đây thì chúng ta có thể đổi ra giấy kết hợp với những cái cục than gỗ thì có thể tạo ra cái đồ lọc nước giúp ta hồi phục được lượng nước nhiều hơn, rất là tốt luôn á. Và bên cạnh đó mình cần phải nung cái số khoai tây ra. Cho khoai tây vô đây đi. Đó. Và mình sẽ chế tạo luôn. Than gỗ đâu rồi? Đây, than gỗ đây nè. Và đồ lọc nước thì được chế tạo theo công thức giống như vậy. Mình cần phải múc nước nữa cơ. Để mình ra ngoài mình múc sẵn một xô nước luôn đi. Hồi nãy lỡ làm mất cái xô nước á, nên giờ phải múc lại để dành. Sắp tới khi nào mà cần nước thì ở trong nhà múc cũng được. Khỏi ra ngoài á, để không bị lạnh cống nữa. Rồi, uống thêm một miếng nè. Và mình sẽ bắt đầu múc nước dưới đây để lọc cho các bạn xem luôn. Lọc nước nè. Đó, vậy là chúng ta đã có được nước sạch rồi. Và uống nước sạch thì nó sẽ hồi rất là nhiều luôn nhá. Đã vậy còn không bị khát nữa chứ. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cần phải chuẩn bị thật là nhiều những cái đâu rồi, cái này tên là charcoal filter, để không thôi là không có nguồn nước khi mà đi mai đâu á. Và chắc bây giờ mình sẽ dọn dẹp đồ là một cái đi. Rồi khi nào mình dọn xong thì chúng ta sẽ bắt đầu cái chuyến đi mai trong ngày hôm nay nhá. Trước khi đi mai á, thì chắc mình sẽ chế tạo một cái khiên đi các bạn ơi. Lỡ mà xuống hang gặp con skeleton á, còn có cái mà chống lại nó. Và khiên gỗ thì cực kỳ yếu luôn. Thế nên bây giờ mình sẽ làm hẳn cho mình một cái khiên sắt, cho chung combo với set đồ mình đang mặc và vũ khí nha. Và khiên sắt thì được chế tạo theo công thức giống như vậy. Đó, một cái khiên sắt và chúng ta đã có thể dễ dàng chống lại những con skeleton rồi. Và thịt thì cũng đã được mình nấu trong này nè. Mình sẽ mang theo vừa khoai tây, vừa thịt và táo nữa. Càng nhiều thức ăn thì chúng ta càng có nhiều cơ hội để sống sót hơn khi đi mai. Và đâu nữa? Đây. Chín chưa? Lần đun trong đây nấu nấu lâu quá hả? Tạm thời mình sẽ lấy thêm một cục bít tết nữa nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi mai luôn. Bây giờ thì mình chưa có đủ đồ để chế tạo một cái ba lô á. Và khi nào đủ những cái nguyên liệu chế tạo ba lô chắc chắn mình sẽ mang theo. Và ui chết mất, mình quên mất là cái khiên thì khi kết hợp với cái katana sẽ bị làm chậm. Ồ, hơi uổng ấy ta. Mà cũng đành chịu thôi chứ sao giờ. Lỡ chế tạo rồi chắc sắp tới mình phải đổi vũ khí quá, dùng katana thì nó sẽ không phù hợp nữa. Rồi chắc bây giờ mình sẽ đào theo cách thông thường, đó chính là đào thẳng xuống phía dưới lòng đất nhá, để chúng ta đi tìm kim cương thôi. Vì bây giờ cái cấp độ mining mình chỉ mới là 10 cấp 10 thôi á, nên cần phải lên cấp 16 thì mới dùng được cây cúp kim cương trong nhà được. Rồi hẹn gặp lại các bạn khi mà mình đi xuống dưới tầng 11 nhá. Mình đã gặp được một cái khu mộ bổ hoang. Ui nhưng mà con gì đây? Ui. Ây ây ây, nhện băng, nhện băng. Ao ao. Nhện băng nè. Rồi, đánh bại được nhện băng và bây giờ thì mình sẽ mở cái rương này.
Một viên kim cương và rất là nhiều cây đuốc. Quá dữ, quá dữ. Một cái thẻ tên để mang về đặt tên cho mấy bé trên nhà. Thôi mình sẽ mang theo những cái đuốc này stack lại với nhau. Có ca sắt nữa, nhưng mà chắc mình sẽ đào trên tủ đào sắt đi. Cỡ cái đuốc này xuống để không thôi bị dính hiệu ứng mining Phật tích á. Khó vậy ta. Đây. Ui. Nữa rồi, nữa rồi. Lại chơi hù ma à. Trời ơi. Giật hết cả mình à. Mình quá. Ê, Zombie nè. Liêu. Bị mắc kẹt cái đầu vô cục tơ. Rồi, hướng này thì chúng ta sẽ có được một quyển sách và rất là nhiều cây đuốc nữa. Chắc mình sẽ ưu tiên lấy đuốc trước đi. Cất bớt mấy cái cục đá ở phía dưới này. Một phôi sắt thì ít quá nên thôi mình sẽ không lấy đâu. Hướng này thì có sắt nữa nè. Mình sẽ tranh thủ lấy sắt thôi. Ui. Lại là quái vật. Ai. Quái vật nè, này thì quái vật. Sợ thiệt sự luôn á. Hình như ở dưới khu mỏ thì sẽ dễ dàng gặp được quái vật khoáng sản hơn hay sao ấy. Giờ thì cơ thể mình đang bị chấn thương nè, để mình chữa thương lại cái đã. Đó, sử dụng cái bandage thì chúng ta sẽ hồi phục được một phần lượng sát thương đã bị dính. Và tiếp tục khám phá cái khu mỏ thôi. Mình nghĩ là nên đặt một cái điểm ở đây đi. Đặt cái điểm ở đây cho chắc nha. Sao lại một cái nè, rồi khi nào cần chúng ta chỉ cần dịch chuyển lại đây thôi. Hướng này thì có sắt. Đừng hù nữa nha. Hù là người ta giật mình đó. Chứ cứ canh lúc mà mình không tập trung là thế nào cũng y như rằng xuất hiện một cái con quái ở trong cái mấy cái lớp khoáng sản như vậy nè. Sợ thiệt sự luôn á. Rồi giờ tụi mình sẽ đào mấy cái này và trèo lên trên cái đã. Rồi đi lên. Ui mắc kẹt. Chưa mắc kẹt cái đầu vô cái cục tơ ghê luôn á. Không biết cái khu mỏ này có bự không ta. Nhưng mà sao mình thấy có vài đường vậy trời. Không, thường á, một cái khu mỏ thì nó sẽ không nhỏ như vậy đâu. Và chắc ở phía dưới nó sẽ còn đường đó. Tại vì bây giờ mình chỉ mới tầng 30 mấy hả. Để mình thử mình đào xuống phía dưới một xíu nữa coi. Đây chẳng hạn như từ đây nè mình sẽ đào xuống dưới nữa. Và hy vọng rằng ở tầng dưới vẫn còn cái khu mỏ để mình có thể khám phá nha. Hoặc là mình có thể quan sát bản đồ nè. Mình sẽ nhìn ở dưới cave. Vẫn chưa có thể nhìn thấu phía dưới lòng đất nữa. Nhưng mà nhìn trên minimap thì mình thấy bắt đầu có dấu hiệu của khu mỏ tiếp rồi. Và kể cả mấy con quái nữa. Đó. Một cái khu mỏ này nha. Tiếp tục gặp được khu mỏ rồi. Và mình sẽ nén mấy cái khói này lại để chúng ta có thể đặt cầu thang xuống phía dưới nha. Đây, vậy là sẽ rất là an toàn. Không sợ bị té xuống mà gặp quái liền. Có quái không? Cú cú. Ồ, hết đường. Ê, nhưng mà khoan, mình nghĩ là nên tắt lava liền luôn. Vì lava trong đây cực kỳ đáng sợ. Nhỡ mà nó xuất hiện một con quái trong trỏng thì sao mà mình đỡ kịp đúng không? Rồi, giờ thì... Ê! Ui, suýt nữa thì toan. Quái trong đây toàn bắn vô đầu thôi. Nên phải thật là cẩn thận để không thôi bị headshot đó. Lấy lại cái đũa coi. Và những món đồ này. Nhưng mà mình full đồ rồi. Để mình vứt bớt những thứ không cần thiết đi thì mới nhặt vô tiếp được. Chỉ thì mình sẽ lấy nha. Tại vì chỉ rất là cần thiết luôn. Vứt bớt đá đi. Rồi. Ấy cái này là hình như là silver thì phải. Ủa đúng rồi, cái này là bạc. Đúng rồi, mình sẽ ưu tiên lấy bạc nữa nha. Để chế tạo những món đồ bạc cũng tạm ổn đó. Vứt bớt cái gì đây. Xương chắc vứt được nè. Ê, mới vứt. Mới vứt mà nhặt lại rồi. Còn gì nữa không? Đường này. Còn bạc bên kia. Chặn cái này lại liền. Đó, đi qua. Úi. Chắc phải dập nó luôn quá. Dập nè, cái tội. Xuất hiện trước mặt. Và mình sẽ tiếp tục đi về phía trước. Coi nào. Ôi sao ở dưới này thấp vậy mà không có cái mấy cái xe mỏ chứ rương ta. Gặp mấy cái xe mỏ đó nhiều khi mình lại gặp thêm kim cương giống như hồi nãy á. Ôi chết, bên đây có ổ nhện. Gặp ổ nhện là chạy liền đi. Không thôi nhện nó thấy mình á, nó qua nó cắn mình là chúng đập chết á. Đập trong đây rất là đáng sợ chứ không phải giống như bình thường đâu. Nhiều khi chúng đập phần đầu là thôi xong luôn. Xác định. Vứt bớt cái bán này đi. Đó, đi nhặt vàng. Nhặt vàng vô nè. Rồi, và đi tiếp. Hướng này coi. Đây có sắt. Ui, mình sợ. Mình sợ đào đào với cái này nó lại ra với con quái giống như hồi nãy á, thì giật mình nữa.
nên lúc nào cũng phải sẵn sàng tinh thần nhá, để không mà bị nó hù á, hù hoài thì quê lắm. Rồi đi. Ui, chưa, một con quái vật. Quái vật hư không? Nè. Định hù ai? Xuất hiện nữa đi. Chỉ biết núp lùm đánh lén nè. Này thì quái vật linh hồn. Mình sẽ vứt bớt này để nhặt các linh hồn nhá. Vì mình chưa có xuống được Nether á, nên giờ có các linh hồn thì mình cứ nhặt đi. Chắc giờ mình sẽ uống thuốc rồi về nhà luôn thôi. Rồi khi khác thì mình sẽ tiếp tục khám phá khu mỏ này. Vì nó vẫn ở dưới lòng đất mà, đâu có chạy mất đâu, nên chúng ta không cần phải lo lắng gì hết. Nên giờ thì mình sẽ ngủ một giấc để cho nó hồi phục lại vết thương mà mình vừa trải qua nhá. Đi mai có buổi trời lượm được đúng một viên kim cương à. Rồi, tạm thời thì như vậy cũng khá ổn rồi đó. Và trong thời gian với 2 tập thì mình sẽ cố gắng đợi cho cái bé rồng của mình hoặc là mau lớn để mình có thể gắn yên cưỡi vào và cưỡi em ấy để đi khám phá nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.